Hello everyone, welcome back to our English class. How are you today? Today we are going to learn Unit 8, Lots of Fun. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với bài học số 8 của cô ha. Bài học này thì mình có tựa đề là Nhiều Niềm Vui. Rồi, trong bài học này thì cô và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu về Much, Many, Lots of and A Lot of ha. We use much, many, lots of, and a lot of when we talk about quantity. Rồi, chúng ta sử dụng much, many, lots of và a lot of khi mà chúng ta nói về khối lượng hoặc là số lượng ha. We use much with uncountable nouns in negative sentences and questions. Rồi, chúng ta sử dụng much với lại gì? Những danh từ không đếm được trong câu phủ định và câu hỏi. Much đi với những danh từ không đếm được trong câu phủ định và câu hỏi nhé. Các bạn nhớ dùm cô ha. Rồi, mình có ví dụ we haven't got much time. Chúng ta không có nhiều thời gian ha. Have you got much homework? Bạn có nhiều bài tập về nhà hay không? Được chưa nào? Rồi, chữ time và chữ homework đó là những danh từ không đếm được các bạn ha. Tiếp đến, we use many with plural countable nouns in negative sentences and questions. Đối với many á, thì mình sẽ đi với danh từ số nhiều và nó đếm được ha. Cũng sử dụng trong câu phủ định và câu hỏi luôn. Rồi mình có I didn't visit many museums. Tôi đã không đi thăm nhiều viện bảo tàng. Did you buy many souvenirs? Là bạn đã mua nhiều quà lưu niệm phải không? Rồi mình có danh từ là museums và souvenirs là những danh từ đếm được số nhiều ha. Nên mình sử dụng many ở phía trước. Tiếp đến mình có we can use much and many in the expressions how much and how many. Rồi, chúng ta có thể sử dụng much và many trong câu hỏi là how much hoặc là how many các bạn ha. Rồi, how much và how many này á mang nghĩa là có bao nhiêu. Thì these expressions are often followed by a noun. Thì thường how much và how many nó sẽ được sử dụng phía trước một cái danh từ ha. Tức là sẽ có một cái danh từ đứng phía sau how much và how many nè. Ok ha. Rồi các bạn sẽ nhìn vào câu ví dụ để hiểu rõ hơn. Cô có how much food did you bring ha. Ở đây cô có how much đi với danh từ food nè. Ok ha. Vậy thì câu này có nghĩa là bạn đã mang nhiều thức ăn hay không? Bạn đã mang nhiều thức ăn hả? Rồi bạn đã mang nhiều hoặc là bạn đã mang bao nhiêu thức ăn á? Rồi ở đây mình có how many tourists were there? Thì ở đây mình có chữ tourists là những danh từ số nhiều và đếm được ha. Vậy thì mình sẽ hỏi câu này mang nghĩa là gì? Có bao nhiêu du khách ở đây ha? Có bao nhiêu du khách vậy? Rồi tiếp đến thì mình sẽ tìm hiểu về a lot of và lots of ha. We use a lot of and lots of with uncountable and plural countable nouns in affirmative and negative sentences and in questions. Rồi chúng ta sẽ sử dụng a lot of và lots of với những danh từ không đếm được và những danh từ đếm được số nhiều luôn. Và hai cái bạn này chúng ta sẽ có thể sử dụng trong câu khẳng định, câu phủ định và kèm theo đó là câu hỏi luôn ha, rất là đa dạng ha. Rồi bây giờ các bạn nhìn vào câu ví dụ nè. We haven't got a lot of time. Chúng ta không có nhiều thời gian. Ok, rồi qua bên đây là một ví dụ về câu hỏi nè. Has Tom got lots of sweets?
bạn Tom á, có nhiều đồ ngọt hay không? Được chưa nào? Rồi, vậy thì lots of hoặc là a lot of được sử dụng trong câu câu phủ định, câu khẳng định cũng như là câu hỏi luôn các bạn ha. Và nó sẽ sử dụng với những danh từ không đếm được hoặc là những danh từ đếm được số nhiều. Ok ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhìn lên bức tranh và luyện tập câu với cô ha. How many magazines have you got, Molly? How many magazines have you got, Molly? You've got lots of them. You've got lots of them. Ha. Thì ở đây mang nghĩa là gì? À, bạn có bao nhiêu tạp chí vậy, Molly, quyển tạp chí á? Thì bạn Molly trả lời là à, mình có khá là nhiều đó, mình có khá là nhiều ha, khá là nhiều quyển tạp chí. Thì cái chữ này nó đang thay thế cho magazines ha các bạn ha. Rồi. Rồi chúng ta bắt đầu vào phần bài tập number 1 ha. Complete the sentences. Write much or many. Rồi, các bạn sẽ hoàn thành câu và sử dụng much hoặc many để điền vào những chỗ trống ha. Rồi, cô có ví dụ number 1 nè. I haven't got gì đó. Rồi đến chữ Tom đúng không? Vậy thì Tom là danh từ không đếm được, nên mình sẽ đi với chữ much. Cô có I haven't got much time là tôi không có nhiều thời gian. Được chưa nào? Rồi những chỗ trống còn lại các bạn sẽ hoàn thành cho cô ha. Cô sẽ cho các bạn 10 giây để làm bài tập này. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau sửa bài tập ha. Cô có number 2. Did you bring much luggage? Number 3. There aren't many passengers on the plane. Number 4. We don't need to buy much food. Number 5. We won't have to take much money with us. Number 6. Have you got many suitcases? Number 7. There aren't many newspapers in the shop. Number 8. I can't see many hotels. Đến là bài tập số 2. Complete the sentences. Use words from the box. Rồi mình sẽ hoàn thành những câu sau đây ha. Và mình sẽ sử dụng những cái từ ở trong cái khung này để mà mình điền vào ha. Rồi ở đây cô có ví dụ number 1. Alice got a gì đó of books. Rồi các bạn thấy chữ a và chữ of ở đây không? Thì chắc chắn các bạn sẽ điền vào chữ lot rồi đúng không? Bởi vì hồi nãy mình học là a lot of, nó là một cụm ha. Vậy thì ở đây cô sẽ chọn chữ lot, cô điền vào chỗ trống. Và cô có là Ella thì có nhiều sách ha. Được chưa nào? Rồi vậy thì những cái chỗ trống còn lại trong câu các bạn hoàn thành cho cô ha. Cô sẽ cho các bạn 10 giây để làm bài tập này. Rồi bây giờ thì mình cùng với cô sửa bài tập nha. Cô có number 2. There aren't many sandwiches. Number 3. He hasn't got much time. Number 4. That shop's amazing. They've got lots hoặc là a lot of magazines. Number 5. Look, there are a lot of toys. Number 6. We didn't buy lots hoặc là a lot of food. Number 7. Have you got many coins? Tiếp đến là bài tập số 3. Look at the list. Write questions. Use how much and how many. Rồi ở đây là các bạn sẽ nhìn vào cái danh sách này cho cô ha. Sau đó các bạn sẽ viết những cái câu hỏi
và các bạn sử dụng how much và how many để hỏi các bạn ha. Rồi ở đây các bạn nhìn vào number one ha. Number one thì cô có là will Claire bring. Ở đây người ta nói là bạn Claire này mang, sẽ mang cái gì nè. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là chỗ này nó sẽ có tên, rồi bên đây là những cái đồ vật mà mấy bạn đó mang. Vậy thì Claire thì mang gì? Oranges and apples, là cam và táo phải không? Vậy thì mình sẽ đặt câu hỏi với lại how many, bởi vì cam và táo là những trái cây mình đếm được ha. Vậy thì mình có how many oranges and apples will Claire bring? À, có bao nhiêu quả cam và trái táo mà bạn Claire này sẽ mang theo vậy? Ok chưa? Rồi những câu hỏi còn lại các bạn sẽ hoàn thành cho cô ha. Cô sẽ cho các bạn 10 giây để làm bài tập này nè. Rồi bây giờ cùng với cô sửa bài ha. Cô có number 2 nè. How much lemonade will Martin bring? Number 3. How much bread will George bring? Number 4. How much cheese will Tara bring? Number 5. How many cakes will Fred bring? Number 6. How much water will Carrie bring? And number 7. How many dates will Henry bring? Rồi tiếp đến là bài tập số 4 ha. Look at exercise 3. Write answers with lots of or a lot of. Rồi mình sẽ nhìn lại bài tập số 3. Sau đó mình sẽ viết những câu trả lời với lots of hoặc là a lot of các bạn ha. Rồi ở đây người ta sẽ cho sẵn mình ha, tùy câu, tại vì hai cái chữ là lots of và a lot of thì sử dụng cái nào cũng được, nên là người ta sẽ cho mình sẵn luôn ha để mình sử dụng đúng. Rồi ví dụ number 1 nè. Ở đây thì cô có là how many oranges and apples will Claire bring, đúng không? Vậy thì mình sẽ trả lời là Claire will bring lots of oranges and apples. Rồi chữ này sẽ đứng trước những cái danh từ ha. Ok chưa? Rồi vậy thì những câu còn lại các bạn sẽ trả lời cho cô ha. Cô sẽ cho các bạn 10 giây để làm bài tập này. Rồi mình bắt đầu sửa bài ha. Cô có number 2 nè. Martin will bring a lot of lemonade. Number 3. George will bring lots of bread. Number 4. Tara will bring a lot of cheese. Number 5. Fred will bring a lot of cakes. Number 6. Carrie will bring lots of water. Number 7. Henry will bring a lot of dates.